thị trấn Châu Thành, Bến Tre. Đó, đây là cơ sở 1 của chị nha. Ở tại quốc lộ 60 luôn nè. Đó, các bạn thấy không? Hướng thành phố về thì qua trạm thu phí chừng 500 thước thôi. Đó. Đây là quốc lộ 60 luôn. Sát bên bãi xe Chí Công nha các bạn. Đây. Ở đây là cơ sở 1 của chị đó. Đó là bãi đậu xe Chí Công, bãi đậu xe container. Cây giống này. Bạn thấy nhiều ghê không? Đó, chỉ đang bán cây giống cho các bạn. Cây dừa giống còn quá đơn luôn. Kề lên xe cho khách hàng. Ở đây biển số 64 thì khách đang về Vĩnh Long nha các bạn. Có hai cây đó. Có hai cây nó nhẹ như bông bóng vậy. Rồi cảm ơn anh. Dạ, chúc anh nghỉ lễ vui vẻ. Rồi. Về về Vĩnh Long hả? Trời Vinh. Ngồi có cây rồi che nó mát. Rồi lên xe luôn. Đây, khách này thì về Long An nha cả nhà. Rồi, chúc anh về nghỉ lễ vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Đây là cây dừa xiêm nha cả nhà. Đó. Nè, bưởi nè, cây giống chỉ tuyển chọn ở dưới kia, ở dưới vườn của chị. Rồi chỉ vô về đây chỉ vô bầu. Về đây mình vô bầu lấy hả chị? Vô bầu nè. Đó, chị cắt. Ở dưới thì mình bó. Bầu mình... có lớn nè, về chỉ vô bầu. Về mình vô bầu khoảng bao lâu thì nó ra rễ mạnh vậy? Mình vô bầu mà nửa tháng mình ra. Nửa tháng cái mình vô lại cái bầu lớn nữa. Là cái cây này khoảng chừng tháng rưỡi rồi nó xanh tốt trở lại. Vậy giờ chị bán ở thị trường là một cây khoảng bao nhiêu? Đó, chỉ vô bầu giờ 35.000 nha cả nhà. Đó. 35.000 nhánh. Đó. Rất là khỏe mạnh, coi nó ra tược nè. Nè. Cảm thấy không? Cho nên tuyển chọn cây giống rất là khỏe, sầu riêng nè. Sầu riêng gì chị? Này là sầu riêng Thái. Sầu riêng Thái. Đó. Cũng là Thái. Sầu riêng Thái nha các bạn. Mít nè. Mít Thái siêu xốp luôn. Cái mít bây giờ nó rất là sốt á chị. Thấy giờ vườn nào cũng đốn dừa trồng mít hết. Giá này 20.000 cây. Đó, một cây là 20.000 nha các bạn. Trồng bao nhiêu bao lâu có trái vậy? Mít 5 rưỡi có trái. Mít 5 rưỡi có trái. Giờ thấy người ta trồng mít quá trời luôn. Giống mới. Giống gì vậy? Musangkin của Malaysia. À, Malaysia. Đó. Nó chỉ nhân giống từ bên Malaysia về luôn. Một cây bao nhiêu chị? Cây này là bán 180.000. 180.000. Đó. Malaysia luôn. Đó, các bạn thấy chỉ nhân giống tàn là giống lạ. Cái này là gốc bự là giá 110.000, còn cái gốc nhỏ là giá 80.000. Đó, gốc bự là 110.000. Gốc bự này là 110.000. Nếu gốc nhỏ hơn là 80.000. Dạ. Bảo cây khỏe mạnh. Đây là cơ sở chính của chị nha các bạn, cơ sở 1. Đó. Cho nên cây giống đưa về đây rất là nhiều, tại vì gần lộ quá. Cho nên nó là chỉ đưa lên xe rồi này kia đi các tỉnh á thì nó thuận tiện hơn. Cho nên cơ sở 1 của chị thì nằm ở đây. Đó. Này là cây mãng cầu Na Thái nè. Mãng cầu Na Thái. Ồ lá nó ngộ quá chị. À. Hai cái nó khoảng 1 kg. Wow. 7-100g 1 kg. Ừ. Cái bo ghép luôn nè. Đẹp quá. Đo
Nhãn gì? À, cái nhãn Indo. Nhãn Indo. Nhãn Indo nó không có đầu lông, còn chùm nó khoảng 2 ký trái. Ừ, nhãn Indo nha các bạn. Đây là cây dừa của Mã Lai. Dừa Mã Lai. Dừa Mã Lai nha các bạn. Mã Lai 18 tháng là có ủi mèo. 18 tháng. Mít quá trời luôn rồi chứ mít. Sâu cái kia luôn rồi các bạn. Là cái giống á. Thì liên hệ số điện thoại luôn. Rồi chị đọc số điện thoại của chị đi. Chị đọc số điện thoại. 0911. Rồi. 686. Rồi. 159. 159 chị Âu, cơ sở cây giống Hồng Thấm. Đây dừa, dừa hương lên mọng quá trời. Cái dừa này ương bao lâu mình mới vô bầu chị? Dừa này ương nhỏ này nè, bao lâu mình mới cho vô bầu chị? Cái này vô bầu là khách đặt vô bầu. À. Coi như có khách đặt mình mới bỏ vô bầu. Đây thì ương thôi. Khi nào mà có khách hàng đặt thì mới cho vô bầu. Bên đây là ương nè, bên đây cho vô bầu rồi nè. Này. Cho vô bầu dừa dứa xuất đi Trung Quốc nha các bạn. Đây. Đây bạn nào đang có mặt ở cơ sở cây giống Hồng Thấm 2 đó, thì bây giờ thì chị đang ở cơ sở 2, chỉ còn cơ sở 1 trên ấp Phú Nhân thị trấn Châu Thành là đây. Chị mới về đây nè, mới về cái giống về đây. Ở đây là bề ngang nó gần hơn 30 thước, sâu vô tận luôn, không sâu vô tới hàng rào thuốc dưới luôn. Tới cơ sở 2 của chị thì cơ sở của chị là mới mở ở đây hả chị? Mở được tháng hả? Dạ. Cơ sở của mình ở đây rộng được bao nhiêu chị? 3 công đất hả? 3 công đất hả? Dạ. Cơ sở 1 trên kia thì ở ngoài ấp Phú Nhân phải không? Đây. Mà chỉ giờ xuống đây là Lộ Đẹp, gần khu công nghiệp, gần ấp Phú Ngãi, gần khu công nghiệp ở dưới Giao Long. Đó. Chị có thể dẫn đi tham quan một vòng được không chị? Để giới thiệu cây giống được không? Giới thiệu cây giống được. Cái mít nè, cái cam nè, cam này mình tháp hả chị? Xoài nè, ghép bự nhánh. Xoài xoài Đài Loan hả chị? Cát Hòa Lộc. À, bình quân một cây khoảng bao nhiêu tiền chị? Giá tiền hả? 30.000 một cây nha cả nhà. Đó. Bưởi nữa nè, bưởi cũng 30 hả chị? Bưởi 25.000 một nhánh nha các bạn. Đó. Ở đây nhãn, nhãn này nhãn gì chị? Chuồng cơm vàng luôn. Đó, rất là nhiều cây giống. Sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng là bao nhiêu một bầu chị? 80.000 một bầu nha các bạn. Cái ổi, ổi sao vô bầu bự vậy chị? Bứng cây, bứng vườn. Bứng cái tại vườn hả? Wow, chị có cây kiện lớn nữa kìa. Rộng quá. Phía dưới chị tính canh tác gì nữa chị? Thì cũng những cây tết làm bóng. À, làm cả hệ thống nước rồi hết ha. Sâu quá. Bên kia vừa sim nữa. Mình tới cuối hàng rào đó ha. Ừ. Mới mốt mình có rào được không? Rồi. Mấy cây sầu này cây lớn hả chị? Chị có cung cấp luôn cả cây công trình nha các bạn. Đây. Những cây lớn công trình. Đó. Hiện tại cơ sở 2 của chị thì mới về đây thôi. Đó. Hai có đi qua là chỗ Lộ Điệp, cơ sở cây giống Hồng Thấm. Đó. Ủng hộ cho chị. Hàng rào rất là sâu các bạn. Cái này chiều vô bao nhiêu mét chị? Wow, chiều vô là 120 thước nha các bạn. Rất là sâu. Đó.
trong tương lai thì chị sẽ đưa tất cả các loại cây giống về đây và chị ươm giống tại đây luôn. Đó, đó dừa, cây dừa này làm giống nha các bạn. Các bạn thấy cây dừa sai ơi là sai luôn. Quá, quả dừa khoảng bao nhiêu trái vậy? Quá trời nó sai. Này là giống sim lùng này hả chị? Cây nó lùng ha. Ở nhà con mình có quả dừa nó sai ơi là sai luôn. Cái này nó già chưa chị? Wow, quả dừa sai ơi là sai luôn. Đó. Các bạn thấy dừa sim Bến Tre nó sai không? Này là dừa sim xanh nha, giống cây lùng. Đó, từ gốc lên tới ngọn chỉ có nhiêu đó thôi. Quá trời rộng. Hơn cả trăm thước, chiều vô hơn cả trăm thước. Làm gì đây? Canh tác bông, trồng bông. Bông nhãn thọ, bông cúc. Trồng bông để mình bán Tết rồi á. Ừ, cắt lờ bông luôn ha. Từ đây là lại đó là mình sẽ làm bông ha. Dạ. Tết lại đây là nguyên vườn hoa. Rồi, em hứa hẹn với chị là Tết sẽ về đây em quay chị và hoa. Bông giấy bắt đầu mình về bứng vô mình làm. Cung ứng hết cái huyện luôn hả chị? Ai ủng hộ mình cũng đưa tới. Các bạn nhớ ủng hộ cho chị nha. Đó, quay cái địa chỉ cơ sở của chị ở đầu clip rồi đó. Cái bông giấy hả? Dạ, mình bứng vô lại đá để làm bông tết. Cái này là lại đá rồi, mình làm bông rồi đó. Dạ. Rồi nó tốt 4 tháng nữa. Lên thêm cơ cái mình cắt bỏ. Rồi, tháng 10 đều giữa tháng 10 cái mình cắt cho cơ nữa. Rồi. Giỏi lắm nha cả nhà. Mình chỉ làm đó. Cái giống trên kia cơ sở 1 phải với cơ sở 2. Làm cái clip này để giới thiệu đến tất cả mọi người ủng hộ cho chị. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn tới vườn cam của vừa cây giống Hồng Thấm nha. Đó, các bạn thấy cây cam trái sai kiểu luôn. Cây này mấy ngày tuổi rồi mà sai dữ chị không? Cây này là 5 rưỡi nè. Cũng 5 rưỡi mà trái nó sai vậy đó. Quá trời. Cỡ này là thu hoạch được chưa chị? Tháng nữa. Cam này thì khoảng 1 tháng nó thu hoạch nha cả nhà. Đó, trái nó nè. Cái này cũng có cắt lại một, gợt rồi. Một cây này biết bao nhiêu trái mà nói ta? Cây này nhiều lắm á. Hôm qua cũng có cắt hết gợt rồi. Các bạn cách giữa trồng giữa các cây là khoảng bao nhiêu chị? Chứ nếu cây cam thì nên trồng mét thôi. Cây cam trồng mét thôi không? Hỏi nó rụng luôn kìa chị. Ừ. Tại vì nếu mình trồng thưa quá là trái nó quằn không bị giải. À, chỉ như trồng gần thì nó nương qua cây này cây kia phải không? Xa quá thì nó không có nương được, nó ngã hết. Cái trái nó giải nhánh á. Dạ. Quá, vườn cam chỉ sai chiểu luôn. Người cam này mình có chiết rồi nữa không chị, hay vậy thôi, hay lấy trái thôi? Cam này chỉ lấy trái thôi nè. Nhiều cái nhánh này nó đang bị gãy nè. Thì nhiều hơn rồi nó sẽ Nó gãy hết trơn chị. Động, nó gãy, tại bữa hôm nó gãy, mấy nhánh dưới gãy hết rồi. Gãy gì rồi, trái nó đâu có phát triển được hả? Nó gãy gì được. Nó đâu có phát triển được nữa phải không? Rồi, uổng nghe nè. Bự bự nhưng mà nó gãy hết nha cả nhà. Đó. Theo lời của chị Âu thì cây thì khoảng trồng khoảng cách khoảng 1 mét nha. Xa quá rồi nè. Xa quá thì nó gãy chứ. Nó gãy nhánh hết. Nó không có nương được. Xe cam nè, giờ mình sẽ lòn như những cây bưởi này để mình chiết nhánh mình làm giấm. Dạ. Mình bỏ cam nè. Cam này mình ăn rồi mình cắt lại. Cắt lại cho nó sáng. Rồi mấy cái cam này là nó bán nước nó vô nó mua dữ lắm ạ. Mình khi mình thu hoạch xong rồi cái mình cắt sát vô mình giống như mình đôn lại, đôn cây. Đôn cây lại. Nó dưỡng lại cái cây mình không cho trái nữa rồi năm sau mình có thể cho trái tiếp tục. Wow. Trời mấy cái bầu chị chiết thấy xinh quá ha. À, mấy cái bầu bầu bưởi nè. Mình có chút xíu à. Cũng chiết nhánh luôn hả chị? Chiết nhánh luôn. Chị chiết sao bầu xinh xinh chứ cưng quá tao. Chiếc bầu nhỏ. Nó lẹ la lẹ. Bầu nhỏ. Rồi có những cái bầu này chỉ chiết nè. Cái đó chiết được khoảng 10 ngày á. Rồi. Bắt đầu 20 ngày là nó đầu ra rễ từ từ. 20 ngày ra rễ, rồi chừng nào cắt vậy? 25 ngày cắt rồi. Rồi, từ ngày chiết là 25 ngày cắt nha các bạn. Đây, thấy những cái bầu nhỏ nhỏ xinh xinh không? 25 ngày rồi cắt. Cái bưởi thì phải 1 tháng rồi. Cái bưởi là phải 1 tháng 20 ngày, trời cái cam này nó sai nè. Một trái cam còn chỉ nói là nửa kilo á. Cam này mình cũng có
quá, cam sai quá. Rồi các bạn thấy vườn cam thấy mê không? Chứ mình thấy là mình mê cái vườn cam này. Quá. Quá trời sai luôn. Vườn cam. À. Chứ không phải là những cái cây sung túc khỏe mạnh, chứ không phải chiếc nhánh là mình lựa mấy cái nhánh đẹp, nhánh khỏe, chứ không phải mà nhiều người nông dân người ta không biết, người ta nói là mình chiếc những cái nhánh là cây già tỏi đúng rồi, là mình đẹp nó thay chị chia sẻ là chị chiếc nhánh đẹp không nha, chị cung cấp cây giống á, cây tơ à. Cây tơ đẹp thôi, chị trồng như thế này là chị chiếc rồi, chị chung cung cấp cây giống luôn nha cả nhà, mà chị lựa nhánh tốt không mà nhánh chất lượng, chứ một số người người ta là người ta chiếc cái nhánh chét ở dưới đây nè. Đó. Đó là mình bỏ, mình không có chiếc cái đó, còn, đồng, nó sẽ không còn ở đây được. Là chỉ chiếc những cái nhánh như thế này mà nhánh tược, nhánh nó phát triển mạnh không à, chỉ chiếc ra là chỉ cung cấp cây giống luôn. Cam này chín hết trơn rồi nè các bạn, vàng ương luôn, thấy mê luôn á. Cái cây này là mình không có phân thuốc nghe, đây nè, cây này tái những mình uống hoặc là quà. Ôi sai quá, mình không có cái không phân thuốc luôn hả chị? Không. Thuốc men gì hết. Trời sai ghê luôn á. Nó tự nhiên thôi. Rồi nó quằn luôn kìa. Cái này là cây nó tái tự nhiên. Cái này là thu hoạch được chưa chị? Chưa, cái này chắc khoảng nửa tháng rồi. Ồ nó sai kìa. Quá trời luôn. Ừ. Sai quằn hết luôn. Này là mình không có phân thuốc, không có xử lý mà để cho nó ra tái gì hết, nó có tự nhiên. Khi mình cắt bo để và cái cây để và mình cắt bo để mình ghép cây thôi. Mình chủ yếu là làm giống. Quá trời luôn. Đứng thẳng này nè. Dạ. Chứ không có nhánh ngang, cái nhánh ngang là mình nên bỏ không có chiếc. Nhánh tự đứng thẳng này nè, nó mới khỏe, trồng nó mới mạnh. Dạ. Như cái cây giống là đảm bảo chất lượng nha các bạn. Đó. Khâu tuyển lựa cây giống nè. Đó. Nhánh đẹp chứ. Cây khỏe mạnh đẹp. Đó. Chứ những cái cây mà nó trong vườn mình trồng đôi khi nó cũng có những cái cây nó hơi xấu thì những cây đó mình bỏ đi nhưng không sao. Dạ. Đó, chị chia sẻ là những cây giống mà chất lượng, chị chiếc rồi những cái nhánh đọt, cây đọt rồi không? Ừ, rồi cái này gãy luôn chị. Nặng quá. Nguyên quả này gãy ủ không? Thôi ơi, cái kìa nó gãy nguyên nhánh luôn kìa. Mọi các bạn, nó nặng quá, không có cây nào nương nó cho nên nó. Cái này đi đếm thôi, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24 trái. Trời ơi, một nhánh cam 24 trái nha các bạn. Nó nặng quá, nó chịu quả, nó gãy luôn. Gãy luôn, không muốn cái mình này mình chống lên để giữ nó được không chị? Gãy rồi, nó cũng mất sức rồi. Đó, các bạn thấy không, cam mà trồng xa cũng không tốt, phải trồng gần. Nó như chị khuyến cáo á. Cái cây kế bên thì nó đỡ. Cái cây kế bên nó nương qua, nương lại. Cái này mình chống thì nó tốn kém chi phí đó. Thay vì cái cây giống nó không có nhiều tiền. Dạ. Cây cam về mình bán chỉ có 15 ngàn thôi. Dạ. Mà mình mua cây chống thì mình tốn công nữa. Dạ. Mình trồng hai cây kế bên nó đều có trái hết. Dạ. Thành ra mình nên trồng thích nhau để nó tự dựa với nhau. Đó, chị khuyến cáo là các cây trồng khoảng cách nó thích nhau thì sau này cây có trái á, thì sẽ nương nhau, nó không có gãy nhánh. Đó là chỉ lời chia sẻ thật lòng của chị á. Không phải nói chuyện nào, nó cây trái. Đây. Cái này cái trái nó hơi thưa, thành ra nó bự trái thôi, những cái trái nhiều. Cái cây này trái này có thể là nó chín là nửa ký lô mà. Nửa ký lô. Cây này nó hơi thưa. Đó, cây này nó có được khoảng vài nữa là một nhánh vậy đó, 5-6 trái thì cái cây nó cũng phải được gãy một tí. Dạ. Nhưng mà một trái mà nhánh nhỏ nó cũng gãy luôn. Đây, gãy luôn. Gãy lìa ra luôn. Quá. Wow. Trái này khi chín rồi nó cũng không cả nửa ký lô trái. Gãy rồi hả chị? À, đứt rồi, gãy rồi. Anh này chín chưa chị? Chưa, nhưng mà đều để bữa hồi bữa nó mềm lại mình uống được. À. Nó rất là thơm mùi cam vì mình không có tịch thuốc mà để cho cái trái nó tự. Này là tự lớn thiên nhiên luôn. Dạ. Tự động nó lớn chứ mình không có xịt cái thuốc để cho nó thẳng. Cam khi nó chín là da nó bóng hay sao chị? Da chín nó da nó bóng lại. Lại mà khi người ta xịt thuốc nhiều thì nó bóng lắm. Ở này mình không có xịt, mình chủ yếu là mình trồng lấy bo rồi mình. Cái vườn cây của chị là chỉ trồng chỉ lấy bo thôi chứ chị không có xịt thuốc gì nha các bạn. Không có. Chứ mình để làm quà bao vậy thôi, để mình nhiều khi khách họ thích thì. Quá trời nó gãy hết trơn. Nhiều lắm các bạn ơi. Chị trồng mà chỉ làm quà biếu thôi mà vậy á, quá trời luôn. Mấy năm nay cũng chưa có bán hai trái nào, chị làm quà thôi. Các bạn có dịp thì về đây ghé vườn cây của chị nha, vừa cây giống hồng thấm. Cái cây này là nó bị do nó bị là mình sẽ bỏ mình phải chiếc.
À. Rồi mình sẽ hứng trên rừng vỏ. Là nó vàng á, nó bị. Cái này là mình không sử dụng giống à. Mà bỏ. Bỏ. Đó. Nó cây như vậy là mình sẽ không không chiết. Dạ. Khá là số vườn bưởi nè, có mua chiếc nhánh không? Trời. Thì đâu mua được. Tại vì cây nó không có chất lượng. Cây đó bỏ rồi. Rồi mình chỉ mình cái như là chỉ bán cho người ta phải cây phải chất lượng. Cái này là mình nó mới có sức sống. Đây mà gió quá, chiếc nhánh là gió quá nó cũng đổ nhánh. Đó, các bạn thấy không? Chỉ lựa cây giống bán ra đảm bảo cây giống chất lượng cho nhà vườn. Đây là chị chủ bán cây giống có tâm nha các bạn. Bạn thấy vườn của chị rộng không? Ở đây mấy công chị? 5 công nha các bạn. Đó, đi hồi mỗi giò luôn á. Thấy vườn cây thấy mê không? Một ta chỉ làm á. Giỏi quá. Quá trời cam sai quặng chân. Dạ. À chị cắt hết rồi hả? Cắt ra đọt non rồi nó mới có trái. Đầy đủ hết. À. Đây cái nhà cái chòi đi. Nó chưa có cái à. Ủa gì vậy? Mặt thủy đào. Mấy cây cam sáu đẹo quá chị. Nó rộng đi mỗi giò luôn thiệt. Ui da. Cam này uống nó thơm, cái mùi cam em làm một lá giúp ra. Uống nó thơm mùi cam chứ không phải mùi cam mà mình hay sợ. Nghe ra. À, chỗ đang nắng nắng hả? Bữa nay à? Ăn chồi để chưa chỉ nghỉ ngơi rồi nha các bạn, nó rất là giản dị. Rồi cây nha, mát lắm á, chưa vô đây nghỉ ngơi là mát lắm nha các bạn. Này là bọc để ăn trái nè, bao lại, này bao từ nhỏ luôn hả chị, cái trái nó như thế này nè. Bao từ nhỏ mình bao, tại vì mình ăn mình không có xịt thuốc, mình không bao là nó sẽ bị. Đây là trái cây sạch luôn nha các bạn. Các bạn muốn tham quan thì tới đây liên hệ vựa cây giống Hồng Thấm nha. Đó. Trái cây sạch luôn. Quá trời. Các bạn thấy vựa cây giống chỉ trồng nhà nhân giống luôn, thấy rất là rộng đúng không? Một số vựa cây giống khác thì người ta thường mua lại rồi người ta bán thôi. Còn đây là chỉ nhân giống và chỉ tuyển chọn cây giống rất là chất lượng cho bà con nông dân mình. Cho nên các bạn khi mua cây giống ở đây thì thật sự là yên tâm, cây giống chất lượng, khỏi phải sợ gì nha các bạn. Rộng không? Đi hồi liên quan cái vườn cổng trước cổng sau luôn, nãy mình đi cổng bên kia giờ qua đây có đường đi vô luôn nè. Mới đầu mình vô cái cơ sở của chị thì chị mình chỉ biết ở bên ngoài thôi, nhưng bây giờ chị dắt vô trong cái vườn nhân giống của chị á, mình mới biết là nó rộng cỡ nào và cái quy cách của chị làm việc nó quy mô như thế nào. Nó chỉ tuyển chọn cây giống rồi này kia rất là chất lượng nha các bạn. Đó. Mình không phải mình nói điêu đâu, nhưng mà mình đây là điều mình nhìn thấy tận mắt luôn, thật sự luôn. Đó. Cây công trình luôn. Thiết kế là lẫm là trồng khu công trình lớn nhỏ rồi có. Dạ. Thì nó dễ sống. Dạ. Cây giống ở đây là chỉ cung ứng toàn quốc luôn nha các bạn. Đó. Tận Đắk Lắk đồ này kia tỉnh nào có là chỉ giao hết. Chỉ gửi xe chỉ giao tới ngoài đó hết và chỉ sẵn sàng là chỉ đi theo xe chỉ giao tới ngoài kia luôn á. Tận ngoài đó luôn. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai đâu cần cây giống mà chỉ giao luôn. Chỉ đi xe ra ngoài chỉ giao tận ngoài miền ngoài đó luôn. Dạ.
rồi họ tới họ mua giao cây giống rồi họ muốn tham quan chỉ dắt vô luôn đó các bạn thấy không, họ mua cây giống ngoài kia rồi chỉ giới thiệu vườn cây, họ muốn vô đây tham quan vườn cây đó rồi chỉ tặng quà cây ăn trái mang về luôn, cam ổi đó, chỉ có trái gì chỉ tặng cây đó cho khách hàng luôn. Vậy cây chắc nó chết, nó héo quá chị, nó bị sao mà nó chết chị? À, cây này chết là do trái quá nhiều nha các bạn. Rồi. Đó, trái quá nhiều cho nên nó cũng chết. Nếu mà trồng thì mình phải lãi bớt chứ thôi, nhiều trái quá nó cũng chết. À, chứ người ta xịt thuốc rồi nó không bị nứt rồi. À. Xịt thuốc cho trái nó không bị nứt rồi, đó này mình không xịt thuốc nó bị nứt đó. Dạ. Trời, ai vô đây cũng nhìn thấy cái vườn này cũng mê hết, bảo đảm luôn. Thấy trái cây chịu quả luôn các bạn thấy không, cây nào cây nấy sao chịu quả luôn, đâu có phân thuốc gì, trồng ở đây thiên nhiên. Mình xin giới thiệu các bạn, bây giờ là chỉ tự tay chỉ chiếc nhánh chọn lựa cây giống cho bà con nông dân mình luôn nè. Nhánh tược đứng thẳng nè, không có nhiều, nếu mà nhiều cành quá mình cắt bỏ bớt đó. Bao nhiêu là mấy cái nhánh mà nhỏ là chị cắt bỏ. Rồi chị chiết cái nhánh nào mập nhất hả chị? Nè, đây là chừa lại 3 nhánh thôi. 3 nhánh. Đó. Các bạn thấy chị tuyển chọn cây giống kỹ lưỡng không? Đó. Cho bà con nông dân mình á. Rồi mình cắt xung quanh hả chị? Cắt xung quanh. Đó, chị cắt xung quanh. Chỉ cần một cái kéo thôi á. Rồi lấy vỏ ra. Nếu mà mình ở nhà mình làm mình không có khi không quán cốt thì mình phải phơi cái nhánh này cho nó 3-4 ngày. Dạ. Còn nếu mà mình không có phơi mình bó liền thì mình phải quấn cái cốt này lại để cho nó đừng có liền cái da. À, cho hai đầu nó không có liền lại. Ừ, đúng rồi, không liền. Đó. Đây cũng là cách chiết cây nha các bạn. Đó, các bạn xem thì các bạn có thể tự tay chiết những cái nhánh ở nhà khi mình nha. Cần thiết thì mình xài số lượng ít thì mình cũng tự nhân giống đó. Dạ. Mình gắn cho qua mày qua mình quấn những cái chỗ mình khắc nè. Dạ. Mình phải chừa lại một chút xíu này nha. Chừa đâu vậy? Nè, chừa ở đây tí xí để cho nó vừa tới mí thôi, đừng có trùm cái đầu mình quấn mình đừng trùm lên đây. À coi như chừa xí chỗ này. Chừa xí ngay chỗ đây nè, vừa tới mí đó thôi. Rồi rồi. Nữa nó sẽ sưng cái nu lên đây, nó sẽ ra cái rễ những cái chỗ đó. À đó. Các bạn thấy chị hướng dẫn kỹ lưỡng nha. Đó. Rồi xong rồi giờ mình mới sơ dừa. Không cần chiếc cái đầu lớn. À. Dừa vậy thôi cho nó mau đó. Ừ, mình chụp vô. Chiếc không cần đầu lớn phải đầy được. Cho nó mau ra rễ rồi mình về mình cắt mình dưỡng lại. Cái này tháng mưa cũng không sao chị? Không. Chị quấn gì? Mũ nè. À. Nè, cái này nếu mà mình bó dây thì nó kỹ, còn không nè, cái miếng mũ này còn dư nè. Chị quấn chụp hết luôn. Nè, xé ra, lấy cái mũ này mình cọp luôn. Ờ, hay quá. Mình khỏi cần phải xài dây thì dạ. Lấy mũ này mình cọp luôn nó cũng dẫn ra rồi. Còn nếu mà sợ không ấy á rồi chỉ buộc luôn à, khỏi dây luôn, buộc mũ này luôn là khỏi dây. Bạn thấy chị làm rất là chuyên nghiệp không? Ừ. Đó, mình cứ nghĩ là mũ phải có này. Dây cột hai đầu rồi này kia nữa. Còn nếu mà chị quấn cái bầu gọn hơn, nếu mà mình sợ mình cũng cột dây, thế gì ví dụ mình sợ nó nước vô, nước vô là mình giữ vô chứ dây nó dẫn nước không vô tại mình quấn nó cứng rồi. Đó, chị quấn hai đầu luôn nè. Dây thì mình muốn ấy thì mình quấn dây rồi quấn. Dạ. Mình chiếc... mình chiếc không vậy là vẫn được rồi đó. Dạ. Rồi một nhánh như thế này khoảng bao nhiêu ngày thì mình cắt chị? Cái nhánh bưởi á, thì khoảng tháng rưỡi mình mới cắt được. Tháng rưỡi nha các bạn. Đó. Rồi khi cái nếu mình không có xài dây á thì mình quấn ra mình cột bằng cái bịch mũ nó dư cái bịch á, mình xé cái bịch lên mình cột. Dạ. Cái đầu mình chiếc gọn vậy thôi. Nó dạ. Những cái nhánh là lựa. Tược đứng vậy thì mình trầm nó lẹ phát. Dạ. Các bạn thấy cái... nó đứng thẳng lên. Chỉ lựa cái nhánh rất là chất lượng không? Đó, xanh lè luôn đó. Vậy đó là mình chiết mình mới lựa cái nhánh vậy mình chiết. Cây giống chất lượng luôn. Nhánh này cây giống là quá là tuyệt vời luôn. Ờ, đó. Đó. Nhánh này đem xuống là khi mình cắt có rễ là trồng xuống là nó phát liền hả chị? Đó, nè, coi cái lá nè. Mà mình các bạn thấy cái lá không? Đừng già quá. Trong thời gian mình chiết mình lựa lá đừng có già quá. Dạ. Là khi mình nó ra rễ là nó dày lá lại là vừa. Dạ. Cái này trồng xuống là nó bắt rễ liền hả chị? Ừ. Nó chất lượng không, nó mạnh. Rễ là mình đem xuống là
cây nó rất là mạnh. Cây mình chỉ còn phải dưỡng lại nữa, ra nắng rồi là nó dưỡng như bầu nữa. Đó, cho nên là trồng là yên tâm luôn. Nó khác như thế nào chị? Cái này là mình phải bỏ những cái lá này hết. Đó, chị chiết nhánh sa kê luôn nha các bạn. Mình nhánh sa kê là mình có muỗng gì. Mình không có liền luôn. Dạ. Và cái nhánh này nó bị xấu đi. Mình sẽ lấy ngang từ cái này. Dạ. Mũ quá trời. Cái nhánh cây thì mình làm hơi bự chút. Bự ha. Mà cái này mũ phải để cho nó khô ráo mũ rồi mấy. Khô ráo khoảng một tuần. Một tuần lại. Một tuần lại. À, sa kê thì nó khác mấy cây cây khác nha các bạn. Không có thể nào mà chiết liền được. Tại vì mũ quá. Sa kê thì mình phải cắt cái vỏ rồi để một tuần lễ thì mới vô bầu được. Bầu cũng giống như lúc nãy hả chị? Bầu cũng vậy, nhưng mà mình làm bầu bự nhưng mà mình để chừng nào mình thấy nó liền cái da, dạ. Khô da. Nó là cái nó cũng khoảng chừng 1 tháng 20 ngày không? Mới trồng được không? Cái này cũng chiếc khoảng tháng rưỡi cho nó ra rễ đó. Tháng rưỡi ra rễ. Em nghĩ mấy cây này chắc dễ sống mà cây sa kê. Cái này mình cạo cho nó sạch cái này luôn rồi sạch để vỏ. Khô cái cốt này là mình phải cho hết lá bỏ. À, cho hết lá cái tầng này. Ừ. Đó. Bỏ lá hết chứ mình để lá là mình chiến không bao giờ ra cái rễ được. Vậy hả chị? Đó. Nay mình biết thêm cái cách mà chiết nhánh sa kê nữa nha. 200 ngàn. Ồ, chỉ có cây giống cherry luôn nha các bạn. Nó thì mới thấy cái cherry luôn nè. Bây giờ mình trồng đây được hả chị? Mỹ luôn. Này cây sung luôn nha các bạn. Đó cây sung rồi. Đó trời. Cây nho nha các bạn. Nho này nho gì chị? Cây nho nha các bạn. Nho trái đỏ. Đó, đủ thứ cây giống hết. Cây gì cũng có hết. Rồi vâng, em xin cảm ơn chị. Qua giờ chị dẫn em đi từ cơ sở 1, cơ sở 2 rồi tới nơi sản xuất cây giống của chị. Em xin chúc chị mua bán đắt nha. Rồi cảm ơn nha. Dạ cảm ơn chị, em sẽ làm video giới thiệu cho mọi người biết về trại cây giống của chị. Vâng, em xin cảm ơn, xin chào chị ạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu như các bạn thấy hay, chia sẻ hay thì các bạn like và subscribe cho kênh của mình để làm có động lực làm được nhiều video hơn cho các bạn xem nha. Vâng, mình xin chào các bạn.